Rất vui mừng được gặp lại các bác trên kênh YouTube của Ngọc Quang Bắc Giang. Một video xin được test thử bộ sản phẩm cho bác Nguyễn Duy Chính, bác ở chỗ Phú Lý, Hà Lan. Và cụ thể là bác ở Châu Sơn, thành phố Phủ Lý, Hà Lan. Bộ sản phẩm của bác nó chỉ rơi vào 11 triệu 700 nghìn mà bác được sử dụng một cặp loa JBL Mỹ và một chiếc đầy nổi tiếng của B3 và vang T8, TD8. Một trong dòng vàng cực kỳ là hay, nổi tiếng nhá. Bộ sản phẩm này chỉ 11 triệu 700 nghìn. Các bác được sử dụng một bộ rất là hay, vừa nghe vừa hát karaoke. Sau đây Ngọc Quang mời các bạn thử thức chất âm. Cặp loa sử dụng bass 25 nhưng rất là chất. Ngọc Quang rất cảm ơn các bác đã tin tưởng đặt mua những bộ sản phẩm bên Ngọc Quang. Các bác có nhu cầu hãy alo cho Ngọc Quang, các bác sẽ được sở hữu những bộ sản phẩm cực kỳ là chất lượng và toàn là hàng chính hãng. Và một lần nữa xin trân trọng cảm ơn và hẹn gặp lại các bác.